Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm qua, cả nước ghi nhận 780 ca mắc COVID-19, tăng gần 300 ca so với ngày 13 tháng 4. Đây là ngày có số mắc cao nhất trong hơn 4 tháng qua. Tại Đồng Nai, từ sau Tết đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 10 trường hợp nhiễm COVID-19. Các ca nhiễm ghi nhận rải rác tại một số địa phương như thành phố Biên Hòa, các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất. Một số trường hợp nặng phải nhập viện do tuổi cao, có nhiều bệnh lý mãn tính. Hơn 3 tháng qua, Đồng Nai không ghi nhận ca bệnh tử vong do COVID-19. Lũy kế từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 424.800 ca mắc, 1.983 ca tử vong. Trên phạm vi cả nước, từ khi có dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận gần 11.530.000 ca nhiễm, trong đó hơn 10.600.000 ca khỏi và 43.186 ca tử vong. Trước tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng ở nhiều nước châu Á, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn khi đến nơi đông người, tiêm vaccine đầy đủ, nhất là người có nguy cơ nhiễm bệnh.